Chào các bạn nhé. Trên màn hình mọi người đang nhìn thấy đó là một chiếc bếp từ đôi, nó chạy bo mạch của Copperside. Thì cái bếp từ này theo thông báo của khách hàng ấy, là một bên nó nấu bình thường, mình cũng không nhớ là bên nào. Còn một bên thì nấu tí là nó ngắt. Đó, nó bị lỗi như vậy. Nhưng khách dùng một thời gian rất là dài, nhưng mà sau đó là muốn sửa bên bị ngắt đấy. Thế là mới đem đi cho thợ, mình đính chính đem cho thợ ở gần nhà. Thì sau khi thợ đem cho thợ làm ấy, thì thợ họ làm xong ấy, thì về là không nấu được bên nào nữa. Cắm điện thì vẫn lên màn hình và sau đó nó cứ nhấp nháy màn. Thấy khách nói như thế nhá, mình đính chính, mình thấy khách nói thế mình cũng chưa cắm điện. Thế là sau đó khách mới gửi lên cho mình để mình sửa cho xem có được không. Thì mình đính chính luôn ấy, là cái bo của cái thương hiệu, à cái bếp bo bếp từ mà nó chạy cái bo của Copperside này là mình rất ít sửa. Mọi người ạ, nó cũng ra được ở gần chục năm nay rồi. Cái bo mà có cái tên như này này, ở trên mên nó mới có nhá. Đây là mọi người này. Đó, các bạn nhìn đây này. Cái bo này thì rất nhiều bếp ở Việt Nam sử dụng luôn. Lên cái thương hiệu chúng ta cũng không quan tâm. Mình cũng đã từng gặp một cái bếp Fater nó cũng chạy cái bo này. Nhưng hồi đấy mình sửa trên phím cảm ứng thôi, trên lỗi trên vùng cảm ứng. Thì cái video này thì mình sẽ cho mọi người tham khảo xem mình có sửa được không, và mình cũng nói cho mọi người về cái kết cấu cái bo mạch này theo ý mình hiểu nhá. Thực ra mình làm ít, nhưng mà trên cái nhóm sửa bếp từ mình quản lý ấy, thì là có rất nhiều người họ chia sẻ hoặc là họ phải mua cái bo này, bởi vì nó những cái bo này sau đó mình có tổng hợp được những cái bình luận trên cái nhóm sửa bếp từ đấy, thì những cái bo này nó có một số cái nhược điểm. Thì cái video này thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người theo cái cách nhìn nhận mà mình đọc được từ những cái bình luận của mọi người chia sẻ trên cái nhóm sửa bếp từ của mình thôi. Chứ mình đính chính nói luôn lại lần nữa ấy, là mình sửa cái bo Copperside này rất ít nhá. Bởi vì mình va chạm với nó ít, mình chỉ va chạm với bo của dòng Ergo nhiều mọi người ạ. Do đó mà bây giờ và mình nhìn này thì như mình tháo nó ra mình thấy rất là kênh phía dưới. Tức là ở dưới này là nó có xe cái bo điều này ấy. Nó lắp này, khách thợ trước họ lắp cả cái miếng nhôm tản nhiệt của IGBT các thứ này. Là nó đang chạm với cái sắt này luôn, cái nhôm này luôn. Rất là kinh, nên khách lắp thợ trước họ tháo ra họ lắp cũng không chuẩn. Nên gây ra bàn ấy, rất nhiều trường hợp mà khi mà mọi người không hiểu bo mạch mà mọi người cứ động chạm linh tinh. Đáng nhẽ nó lỗi cái bếp vùng bên nào thì mình kiểm tra linh kiện chỉ có vùng đấy thôi, nhưng mà do không biết nên cứ động chạm đến nhiều thứ quá thì là sinh ra là nhiều bàn hơn. À, cụ thể như cái máy này, cái bếp này ấy, là đang khách hàng đang bảo là đã tịt. Bình thường là ở nhà đang nấu bình thường một bên, nấu mãi mãi một bên được, nhưng muốn nó sửa bên nữa, bên này thì chỉ chạy một tí là ngắt. Thì sau đó là bây giờ là không còn lên được nữa, không còn chạy được nữa, tức là bật lên thì có lên được màn hình, nhưng sau đó nó cứ nhấp nháy, tức là hình như nó báo lỗi và nó không chạy được. Và mình thấy thợ kiểm tra rất nhiều nhá, các con tụ đang kênh hết lên này, rất nhiều linh kiện SMD mình thấy sờ hàn rồi nhá mọi người nhá. Nên bây giờ mình sẽ tháo cái bo này ra cho mọi người nhá, tham khảo nhá, và mình sẽ nói trên đấy. Còn cái đây là cái bo điều khiển thôi. Cái bo điều khiển này thì nó cũng có một con MSU có lập trình và vài con IC liên quan đến mở rộng các thứ ấy, IC logic thôi. Và đây là các phím cảm ứng theo kiểu phải cảm ứng theo kiểu tiệm cận nhé, nó thu phát nhé, một con hồng ngoại phát và con hồng ngoại thu. Chúng ta đặt tay lên ấy, nên con này chúng ta không phải là cảm ứng đa điểm, à cảm ứng điện dung, mà cảm ứng theo kiểu thu phát. Chúng ta đặt lên tay lên là nó sẽ cảm nhận, mà chúng ta có đặt tờ giấy lên thì nó cũng nhận, đặt tờ giấy đen lên ấy, đặt như này này thì nó cũng nhận nhá. Còn đâu đối với cảm biến điện dung thì chúng ta phải bằng tay bằng thịt này thì nó mới nhận. Nên cái cảm biến là cái phím này nó sẽ, chúng ta sẽ thấy một bên trắng này và một bên đen này nó là thu phát đấy. Thì cái kiểu cảm ứng này rất là ok, với thời tiết nồm ẩm thì nó cũng sẽ hoạt động rất ổn định không sao cả mọi người nhé. Nên cái này vùng này thì mình cũng không quan tâm. Thì cái này ấy, thì nó sẽ giao tiếp con MSU này này, nó cũng có lập trình này, nó thông qua hệ thống điều khiển con người nó sẽ giao tiếp, nó đưa xuống dưới. Ở dưới có một con MSU bé xíu này là nó quản lý hai bếp luôn. Và cái dòng bo Copperside này thì nó không phải là một kiểu đâu nhá, nó có vài kiểu khác nhau nhá mọi người nhá. Vẫn cái thương hiệu của Copperside sản xuất này. Đó, bây giờ mình sẽ tháo cái bo này ra để bắt đầu mình lần trên cái bo này. Mình nghĩ đang lỗi trên cái bo này mà. Chờ mình tháo nó ra đã. Cái này nó ép lên cái nhôm này nó vồng lên rồi, nó không bắt được hai con ốc này luôn, không có luôn các bạn ạ. Đây là có cái dây tiếp địa các bạn ạ.
Đây, nắp kiểu gì mà nắp kênh như này mà vẫn nắp vào được. Chắc là đặt không đúng khớp các bạn ạ. Ôi, cảm biến này. Tóm lại là cái bo này là thợ người ta đã gây ra lỗi, sau đó người ta làm rất nhiều rồi nhưng mà không ra ban sao. Thì nguồn vào 220 đây, dây là tiếp địa không nói nhá. Nó đi vào đây, nó đi trực tiếp tới hai con tụ 5mm này, tương đương với 10mm, tụ 10mm gọi là tụ, mình gọi là tụ cộng, tụ bù, quên mất, cứ nhầm tổng cộng hưởng, tụ bù này, rồi đi qua quận chặn các thứ này đi ra 2C lên đây. Sau đó nó mới đi vào hai cái chân này là vào đây nhá mọi người nhá. Đây này mình sẽ tháo hoàn thiện, tháo hết nó ra đã. Đây này. Đấy, đây là họ đang nên lắp cái này, họ phải đút cái đầu này xuống trước. Các bạn ạ, không ấn cái đầu này thì nó sẽ bằng phẳng này, nó có cái khớp nhựa này, nó đắp nắp vào dưới đây như đây để họ được lắp được đường này trước, thế là thành ra kênh như này. Tức là cái phần nhôm cao nhất này, này nó nằm ở đây thì nó kênh này, chán đời không. Quạt Lilac của Chila sản xuất chứ không phải là Lilac Việt Nam, mấy cái đồ nội địa Nhật, cơm nồi thịt cơm nội địa Nhật là toàn Lilac Việt Nam này. Đây nha, nhìn qua nhá, chúng ta sẽ nhìn qua một chút cái bo này xem thợ trước họ đã động chạm những cái gì đã. Sau đó mình sẽ như con điện trở này đang sờ đến này, con photo chiếc này cũng đã động tới này. Con photo chiếc này là con nó liên quan đến ACDS nhé, nhận cái tần số. Tóm lại bếp từ nó đưa xung ra kích IGBT thì nó cần biết được, vì nó lọc DC con tụ chỉ có 8i, con này là 8i đấy, thì là nó không có bằng phẳng nên nó cần đến cái điểm, biết cái điểm zero của lưới điện để nó kích cho làm sao chuẩn nhất mọi người nha, lên cái ACDS nhận biết được cái tần số lưới điện rất là quan trọng. Thì con photo chiếc này này nó sẽ kết hợp với một con PC817 nữa cơ, nhưng mà mình không thấy, chắc là cái bo này nó không có, hoặc là trước mình sửa cái bo của Faster ấy, thì là cái quận lớn nó nằm bên này, nó có con photo chiếc nhỏ cơ, kèm theo một con PC817 ở chỗ này nữa để nó nhận diện cái súng ACDS các bạn ạ. Nhưng con này không có, thôi cứ kệ thôi, để mỗi cái mảnh nó thiết kế khác nhau mà. Làm nhiều lắm, động nhiều lắm rồi. Mình thấy động nhiều, cái máy quay mình cho mọi không cho mọi người nhìn được các loại mối hàn là tụ lưng lên để đo sao ấy. Cả biến nhiệt này hình như là thay của liệu có thay của bếp từ Media không? Hàn như này mà. Nhưng mà nó đang chạy một bo rồi thì cần gì con này. Một đo nó chạy bình thường ấy. Thì nhìn qua nhá, nhìn qua một chút nhá, để mới bắt đầu mình sẽ thử mò xem có ra được cho bác hay không. Kể cả mình không làm ra thì mình cũng up review này cho mọi người tham khảo về cái kết cấu của cái bo của thằng Copperside này nhá. Bo trên cái bo như này thôi, có nhiều bo Copperside nó có nhiều kiểu các bạn ạ. Như Ego ấy, có rất nhiều loại, nó thiết kế khác nhau một chút ấy. Thì điện áp AC220 vào đây này, nó sẽ vào cái bộ nguồn cấp trước này. Cái nguồn cấp trước chúng ta sẽ thấy có con IC nguồn. IC nguồn thì mình phải đọc cho mọi người tên này. Đây là mình lấy cái đèn pin nữa, nhìn nó khó quá, nó cứ mờ mờ như là bị thợ trước họ đổ cái dung dịch gì vào ấy. Q0370R, tên rất lạ nhá mọi người nhá. Cái bộ nguồn này thì nó sẽ nồng một xung đấy. Tụ lọc con này là con tụ lọc 300V này, 300V cho vật nguồn xung này. Còn bên này là bên thứ cấp này, bên thứ cấp thì mình thấy là có hai con diode trình lưu nên mình đoán nó sẽ ra hai mức nguồn mọi người ạ. Một mức nguồn chắc là một mức nguồn thì sẽ là tầm khoảng 12V đấy, bởi vì mình thấy cái quạt kia nó chạy 12V, xem có đúng không. Đúng rồi, mức nguồn đấy nó sẽ là 12V thì nó sẽ chạy cho quạt và cho quần hút con dơ le này này, tí nữa mình sẽ nói cho dơ le này gì. Và một nguồn nữa thì chắc là đi qua 7805 là con IC này này để hạ ra 5V, hoặc đó chính là khoảng là 10 hoặc 12V nó hạ qua con 7805 này. Còn mức nguồn nữa chắc là khoảng cho driver nó chắc phải rơi khoảng 18V gì đấy, tí nữa mình đo thử nhá, mình cũng chưa thử nó nên tí nữa mình sẽ đo thử. Thì đó là nguồn cấp trước nhá. Thì sau đó là cái hai cái dây AC nó vào đây đi qua quận chặn tiếp này. Một dây thì nó đến thẳng chân một cầu AC của diode rồi, cầu chính lưu rồi. Thì một dây AC nữa đi qua cái tiết điểm dơ le này, tức là cho tóm lại là chúng ta ấn on thì dơ le này đóng, thì một dây AC phần công suất mới được cấp điện.
thì hai dây AC nó mới được tới hai đầu của con cầu chỉnh lưu này, chỉnh lưu dương đây và âm đây. Thì cái điện áp dương âm đấy thì nó được được chỉnh lưu ra, nó sẽ được lọc. Nó lại lọc kiểu này á. Chờ mình nhìn cái này, mình chưa nhìn rõ. Đây là hai cọc của dây AC này, một cọc đến thẳng cọc của diode rồi, điều cầu diode rồi. Cọc nữa này tới đầu của tiếp điểm dơ le đóng sang đây sẽ vào tới. Thì như vậy là quận lọc này không phải nó, mà quận lọc này thì như mình nhìn ấy thì cái điện áp dương ấy đây là cầu âm này, đúng rồi, cái dương ở đây này, điện áp dương được chỉnh lưu ấy đi tới đây, sau đó đi qua hai quận L tia tách ra, tức là hai quận L này nó sẽ tách cái điện áp dương đi sang đây và đi sang đây. Sau cái điện áp dương nó mới được lọc ở con tụ 8mm này, được lọc của con tụ 8mm này trong âm từ này, tụ 8mm này trong âm từ này. Thì đây chúng ta đầu âm từ đây nhá, nó sẽ đi sang qua âm từ, nó đi về đây và trên CC này. Thì như vậy là đây là IGBT nhá. Thì song song với âm từ nó là tụ cộng hưởng, chúng ta sẽ thấy nhá, và bên này cũng có tụ cộng hưởng như thế nhá. Đó là cái mạch này thì nó chỉ là chạy IGBT đơn thôi, chứ nó không phải là chạy hấp và đai nữa, cầu hết gì cả. Nhưng mà con IGBT này nó chịu điện ạ, chịu dòng đến tận 30A hay sao ấy, nên con này nó bót lên đến tận 2000 mấy được hay sao các bạn ạ. Mâm từ nó to lắm. Để mình nhìn đã, nó mờ quá. Con này nó dùng tò sò của Toshiba rồi. Chờ mình chút nhá. Sò nó rất mờ nên mình không lấy nét cho mọi người được, nhưng mình vừa mới đọc được rồi. Nó mã của nó ấy là 40RR21. 40RR21 các bạn nhé. Thì đây là con sò của dòng Toshiba. Con sò này hình như là dòng mắc của nó là 40A, và điện áp chịu đựng của nó là 1200V hay là 1800V gì đấy các bạn nhé. Do đó là 40A thì nó bút được lên công suất lớn hơn, rồi kéo cái mâm từ rất là to này mọi người này. Trên cái mâm từ này nó có một cái tấm gọi là tấm amiang hay gì, nó bịt trên nữa nhưng bị bong hết rồi. Thì tóm lại là cái mạch này nó chỉ hoạt động một mạch công suất của nó như những cái bếp từ chạy một IGBT đơn thông thường thôi mọi người nhé. Có tụ lọc AC, có tụ cộng hưởng và có một IGBT, nó chỉ thế nhá mọi người nhé. Thì để mà hoạt động được ấy thì thông qua người điều khiển ấn ở trên ấy, giao tiếp với súng ở dưới ở đây này, nó sẽ con này sẽ nhận diện được. Đây là con MSU, nó sẽ đưa sung ra, chúng ta chạy bên này thì nó nhận bên này, chạy bên này bên này. Và do nó là thiết kế của mạch chạy IGBT đơn nên nó sẽ có cầu phân áp giữa hai đầu mâm từ để về để nhận nồi nhá mọi người nhá các bạn ạ. Nó sẽ như thế, nhưng mà thực tế chúng ta sẽ nhìn này là nó sẽ có một cầu phân áp chung của đường AC chẳng hạn, à của đường DC, cầu phân áp chung về một chân, sau đó nó sẽ so sánh với tại chân C về. Chân C về mình thấy là có hai cầu phân áp riêng để đi về chân, mà dù chắc là nó tính an toàn. Mình thấy những cái mạch EGO nó cũng thế, nó không phải là một cầu phân áp như chúng ta đâu, mà kể cả bếp media, bếp từ media đơn ngày xưa mình cũng thấy là nó có hai cầu phân áp từ chân C sẽ về để nó an toàn. Một đường cũng được nhưng mà nó không tính cái độ an toàn. Ví dụ như con này mà hỏng thì còn con kia các bạn ạ, để nó bảo vệ mà các bạn nhé. Tất nhiên là hỏng một đường thì nó cũng tịt, nó sẽ không chạy. Và có một cái nhược điểm mà mình nói là điện trở cái cầu phân áp này này là nó đi từ con này sang con kia, nó toàn SMD, nó nối tiếp nhau ấy. Nhưng mà nó nối tiếp nhau ở gầm giữa đây, zoom gần lên hết cỡ mất rồi. Ở dưới gầm của nó ấy, thì là nó còn là những cái đường GND là đi xuyên qua đường gầm của nó, do đó mà nó chạy lâu năm ấy, với cái chất lượng của phíp này không tốt này, hoặc là ẩm thấp ấy, là dẫn tới là cái cầu phân áp đấy nó bị dò về mát thông qua cái gầm ở dưới các bạn nhé. Nó dò vài mát dẫn tới là nó chạy, chúng ta để mức bé thì nó chạy được chẳng hạn, nhưng để mức công suất lớn ấy, thì nó lại chạy, nó không chạy được, nó không bắt nồi hoặc nó không nhận nồi, là do bị dò ẩm thấp. Chúng ta lên, chúng ta có một cái võ ấy, là chúng ta sẽ hút thở hết nó ra, và chúng ta sẽ thấy là ở hai chân, giả sử hai chân, hai con chân này này ở dưới nó có mát ấy, thì chúng ta sẽ cạo sạch xung quanh cái mát, bớt cái mát đi để chúng ta hàn và lưng cao, tức là cho thiếc nhiều lên để cho lưng cao cách khỏi mặt đất. Cái mặt là GND, mặt mà có cái GND, mạch đồng GND để nó cao lên ấy, thì có thể là nó sẽ giải quyết được cái lỗi không nhận nồi, mặc dù mà chúng ta đã kiểm tra R không sao các bạn nhé. Đấy là cái mình xem mình nhìn nhận là nó sẽ như thế.
Rồi tóm lại là nó sẽ hay bị giò ở dưới gầm các bạn nhé. Dưới gầm ví dụ chúng ta đi, nó đi con điện trở đi từ đây sang đây và ở dưới gầm nó không có cái gì thì ok, nhưng mà điện áp ở đây này nó chỉ vào một vài vô thôi chẳng hạn, đi sang bên này ấy. Nhưng mà ở dưới gầm của nó là GND, là một cái mạch in to, thì nó dẫn tới nó bị chạm, nó giò, nó chạm, nó dính vào GND đấy, thế nên là nó tụt mất áp thì nó xảy ra lỗi không nhận nồi hoặc là loạn nhé. Hoặc là như có một con số con điện trở ấy, con điện trở của đường nhận xung ấy, mà nó gầm như thế ấy, thì nó xung nó phát nó không chuẩn. Cái mạch này thì đây là con IC driver nhé, mình cũng chưa đọc được nó là mã gì. Xung từ con MSU này đưa ra đi qua điện trở phân áp tới cái con IC driver này, và con IC driver này sẽ thực hiện lệnh, thực thi lệnh nó như là cuối driver mình đã từng phân tích mà linh kiện rời, nó sẽ kích cực cờ của con này, của con IGBT để cho nó chạy. Nên chúng ta sẽ thấy là có hai con IC này tương đương cho hai con IGBT cho hai bò nhé mọi người nhé. Tóm lại là cái mạch này là chúng ta sẽ quan tâm tới gầm của nó, của những con linh kiện này này. Và cái mạch này thì mình cũng đang nghi ngờ, đang nghi ngờ một bên chạy bảo chạy ngắt đấy, chạy bị lỗi không chạy được ấy, thì mình cũng đang nghi ngờ là nó thôi mọi người nhé. Còn đâu thợ trước họ đã động đến nick tinh như này và xảy ra lỗi thì mình cũng chưa rõ. Nên bây giờ mình, các bạn để ý nhá, thợ họ đã khò hoặc họ gì họ cho rất nhiều cái dung dịch hàn hay dung dịch gì, mình thấy nó ẩm thấp hay là họ xịt ra với bảy sao ấy, mình thấy nó bẩn lắm. Nên con này bây giờ vì nó ẩm thấp thế mình sẽ tháo hết sạch cả cái này ra, sau đó là mình sẽ ra dùng xăng mình vệ sinh sạch cái mạch này đi, đánh sạch mạch đi, sau đó là những con điện trở như bảo ấy mình sẽ khó nhất ra và mình xử lý như đấy. Và trong quá trình mình xử lý ấy, thì mình cũng cho mọi người bật máy quay cho mọi người nhìn tham khảo những cái phần vị trí nhé, để mình xem có xử lý được cái bếp này cho khách không nhá. Tạm thời mình dừng video ở đây, còn nói thêm cái này đã thì mới dừng. Thì đây là con MOC3023 đấy, đó chính là con photo, nó nhìn con photo chiếc đấy các bạn ạ. Thì nó sẽ tạo dòng chảy một, để mình nhìn đã, mình chưa thấy nó, chờ mình nhìn thử nè. Con này nó hơi lạ so với những con trước, con Faster mình nhìn rồi. Mình đang tháo hết cái này ra, kể cả cái rắc này nó cũng tháo ra nữa để mình xử lý vệ sinh cái cụm này mà. Thì lại bật cái đoạn này cho mọi người tham khảo cách tháo cái này như nào. Thì tháo ra thì sẽ chơi trò này nó nhanh này, hút không được đâu, nó bằng mạch in hai mặt hút khó lắm. Cho thiếc vào đây đấy, nó sẽ rơi ra này. Và trước khi rơi ra thì mình cũng nhìn là nó có một cái mũi tên, một cái mũi tên nó lắp không ngược được, nên tháo vô tư nhá, tháo là như thế, sau đó sẽ hút sạch đấy, rơi ra luôn. Chơi trò là bồi thêm thiếc vào, sau đó là lại hút sạch chân nó đi. Chứ chúng ta mà cứ dí một hàn và chúng ta tháo là đôi khi là chúng ta sẽ làm bong hết mạch in rồi cũng không ra được đâu. Mỏ hàn kia đôi khi vẫn phải dùng đến mỏ hàn xung. Đây, con này đang hút không hết mà. Đấy, thế là hết. Mấy cái chân nắp cảm biến với nắp đó mọi người nhé, rất là bóng bóng như là bị xịt RV7 ấy. Tháo lốt hai cái sắt này nữa, và mình sẽ dò cho mọi người xem cái đường này là cái đường gì hơi lạ. Cái đường như ngày xưa mình có sửa cái bếp Faster ấy, thì là nó lấy ACDS kiểu này nhá, là khi chúng ta ấn lệnh on, giờ này này đóng, thì tương đương nó con vi xử lý nó cũng đưa tạo ra dòng chảy 1-2 của con MOC, con photo check này, thì bắt đầu nó mới tạo dòng hai con này, nó mới hai chân bên này nó mới thông kiểu như cả hai chiều với nhau, nó mới đưa đến một con PC817 để tạo dòng chảy 1-2 của PC817. Thì bên 43 nó sẽ có những cái chuỗi xung 50Hz thì mới nhận được. Nhưng hôm nay con này mình cảm giác như là cái cụm này cũng thừa ấy, mình không rõ đúng không, con mạch in này nó chỉ là hai lớp, nên mình có nhìn qua này thì là mình sẽ đo, mình sẽ biết được đường đi nó như nào, mạch in hai lớp mình soi như này mình biết được. Còn như mình nhìn nhận ấy, thì cái ACDS lấy 50Hz thì hình như nó là cái cụm mà con điện trở đang bị hàn này, con điện trở hàn này này, AGAC này đi qua nó này, đi phân áp với cực B con này để tạo xung ACDS ở đây sao các bạn ạ. Những cái cụm này mình cảm giác như thừa, nhưng để tí mình đấy, những cái bo copper size mà trước mình sửa ở Faster ấy, thì là ngoài con này nó còn có con PC87 nữa. Và lệnh muốn nhận được ACDS ấy là có phải lệnh on từ vi xử lý để tạo dòng chảy 1-2 này, thì bắt đầu nó mới đổ một cái GAC. Tóm lại chúng ta cứ hiểu như con MOC này nó như là, nó gọi là photo check hay photo DX gì đấy, nó như là một cái khóa điện tử AC nhá. Tóm lại chúng ta tạo 1-2 thì tương đương chập
AC từ điểm này đến điểm này, vì nó là linh kiện bán dẫn nên nó mới nó là phải là chiác, nó mới thông hai chiều, thì thông hai chiều này nó mới phân áp qua dây AC, nó lấy từ cầu diode này này, từ hai dây hai chân giữa của diode này này, nó sẽ phân áp qua, sau đó nó mới đi chảy qua cái khóa điện tử này mà từ lạnh từ mờ xung ở chân 12, nó mới đi tới chân 12 của PC87 để mới tạo ra cái xung ACDS ở chân 43 mọi người ạ. Nó là buồn cười lắm, nhiều anh thiết kế nhiều kiểu lắm. Tóm lại là mình nhìn mạch, bởi vì mình có kinh nghiệm là mình nhìn mạch mình hiểu được bản chất nó thiết kế kiểu gì mọi người nhá. Còn nó tại sao nhà sản xuất họ thiết kế như thế thì tại sao thì mình cũng không quan tâm đâu, mình chỉ quan tâm là nó thiết kế như thế và nó chạy ra sao để mình là người thợ sửa chữa, chứ không phải là người thiết kế mình cũng chẳng cần quan tâm lắm mọi người nhé. Nên cái cuốn này mình đang bảo mình như là bị thừa ấy. Bị thừa tức là như nào, tức là họ copy từ cái model này sang model kia và họ vẫn để nguyên cái cụm này, nhưng thực tế họ đã cải tiến là cái cụm này đã tác dụng là ACDS rồi các bạn ạ. Là con này nhá, mình có lật qua lật lại mà nó bong sừ cái này ra. Hóa ra là thợ trước ấy, họ đã tháo hai con này ra này, đây con này cũng bong ra luôn này. Họ tháo ra và cái này nắp ấy, chúng ta phải cài từ đây chúng ta đưa vào mọi người ạ. Chúng ta phải cài từ đây cho chúng ta đưa vào thì nó mới chặt đấy, nó mới chặt này, nó bênh lên nó mới được. Chứ tháo ra mà ấn từ trên này dưới này không bao giờ chặt nhá, rất là nguy hiểm luôn nhá. Đấy nên sửa ở đây ok, mà không để ý mà cái này nó ép không được vào, không tản nhiệt tốt thì lại hỏng này. Nhôm không nóng nhưng IGBT nóng, là IGBT nổ, nó không ép vào nè. Và có bạn nào mà không thắc mắc là tại sao mà ở đây nó có cái tản cái lót cách điện này nhá, để tại sao phải lót nhá, thì đây là hai mạch chạy IGBT đơn, kể cả hub pri nửa cầu cũng thế, là cái chân C, lưng của nó là chân C của IGBT nhá, nó là chân lưng của con này thì nó là kéo mâm từ này, lưng của con này kéo mâm từ này, nên nếu mà hai cái lưng mà dính nhau thì không khác gì hai cái đầu này thì chập vào nhau cả, là nguy hiểm, là có vấn đề ngay. Do đó nó phải có lót cách điện như vậy nhá. Còn với những cái mạch bếp từ đơn của chúng ta mà chạy một IGBT thì người ta chả lãng phí cho thêm lót này làm gì cả, vừa tản nhiệt không tốt bằng trực tiếp keo tản nhiệt, bởi vì là lưng của IGBT nó ra nhôm thì nó cứ nằm ở nhôm, nó chả dính cái gì, nên chỉ dính ở nhôm thôi thì cũng chả vấn đề gì nhá các bạn nhá. Nhưng tất nhiên là chúng ta sờ sẽ giật, nhưng con này chúng ta sờ là khi chạy chúng ta sờ có thể không giật đâu, nên vừa nãy nó chạm lên cái mình cái nhôm to đặt trên mâm từ thì nó cũng không sợ, bởi vì cái này mình không thấy nó chạm dính vào cái gì mà cái nhôm này, này mọi người nhá. Cầu diode thì là lưng của nó là lưng nhựa rồi, lưng đen rồi thì nó không dẫn điện, nhưng mà IGBT thì kiểu gì cũng là lưng sắt, nó chính là chân C mà. Đó, mình tháo lốt con này, sau đó mình sẽ vệ sinh sạch cụm này, sau đó sẽ thử xem có được không, và cũng soi vẽ qua cho mọi người về cái khối này xem có đúng là khối thừa không nhá. Mình vừa tháo cái con này ra đó, cho mọi người tham khảo là cách mình tháo nhá. Nó tản nhiệt rất nhiều đấy các bạn ạ. Mình đang tháo để mình giải phóng hết chỗ này, để mình sẽ dùng khò mình vệ sinh và mình sẽ xử lý cái khối này mà, mình rửa mà. Nên cho mọi người tham khảo cách tháo lắp luôn. Mỏ hàn của anh linh kiện thành công tặng GL937 đang để mắc 500 độ, tức là lớn nhất. Thiếc thêm vào, thiếc cũng của anh ấy luôn, Sasuka này. Thiếc cũng thêm vào, bởi vì cái thằng copper side này, cái thiếc của nó độ nóng chảy của nó khá là cao mọi người ạ, nên chúng ta có dí đây nó không chảy đâu, nên chúng ta phải bồi thêm vào như này này, mình bồi thêm nó vào nhé. Và do cái sắt này nó tích nhiệt rất tốt, à cái này không biết bằng sắt hay bằng đồng, nó tích nhiệt khá là tốt nên mình cứ để đây thôi, nó sẽ dẫn điện và nó sẽ tích điện như là cái đầu mỏ hàn này đó, sau đó nó sẽ nóng được, nó sẽ ra được mọi người nhé. Đó, ra được rồi, chưa ra được, vẫn dính thiếc, cầm nhầm. Đó, sẽ ra được luôn nhá. Sau đó sẽ nắng nóng thế, sẽ hút bỏ những cái này để tí nó lắp cho dễ thôi. Đấy, hút thiếc dùng nhiều nó phải thế đấy các bạn ạ. Chứ chúng ta mà tháo nó bằng cách này, chúng ta đặt ở đây nó vẫn chưa tháo ra mà chúng ta dùng hút thiếc chúng ta hút thì nó tản nhiệt ra đây, không hút được đâu. Đấy là cái mẹo đấy nhá. Mình bật cho mọi người cả cái chế độ này cho bạn nào mà đang làm nghề sẽ biết được cái mẹo tháo lắp như nào nhé. Đó thì khi lắp vào thì những cái con này ví dụ như có thiếc tí nữa mình phải vứt bỏ đi, không sao mình đặt vào cái là mình hàn được thôi nhé. Đó, bây giờ bắt đầu đi vệ sinh. Đây cái đoạn giở hơi lồ đây. Chúng ta sẽ thấy nhá, mình đang vẽ đây là trên cân cầu diode của phần công suất này, thì hai dây AC ấy, nó sẽ phi thẳng vào hai chân AC của nó, nhưng mà một dây ấy, nó được đi qua cái công tắc, cái tiếp điểm của cái dơ le này nhá. Mình vẽ y như này luôn,
mình đính chính cho mọi người là mình dùng cái đồng hồ đèn pin, mình soi qua soi lại và mình vẽ không sai nhá mọi người nhá, để chúng ta sẽ thấy ấy. Cái cụm này ấy, đó là cái cụm cái anh thiết kế anh lòe người thôi, nó chả có tác dụng gì trên mày cả. Và nữa ấy, đó là làm khó cho thợ không hiểu nên cứ động chạm linh tinh. Mình thấy thợ trước học đã hàn lại hết con này, không biết hai là thay rồi các bạn ạ. Cái cụm này mình bảo rồi, có thể nó ở model khác là anh thiết kế anh copy sang model này, nhưng mà vì cái cụm này cũng thừa thôi nên là anh đã thiết kế sang cái ACDS vị trí khác rồi, tí nữa mình sẽ nói. Nhưng mà nó vẫn còn nguyên bản, thế là hệ thống lắp ráp vẫn cứ lắp vẫn cứ y như thế các bạn ạ. Đôi khi là nó họ copy như thế đấy, chương trình phần mềm này, rồi là chương trình chạy máy này, chương trình gắp linh kiện hàn này, y như thế các bạn ạ. Nên tóm lại là cái cụm này theo mình nhìn nhận thì nó không có tác dụng gì trên mạch nhá. Nên cứ động đến nó thì đôi khi buồn cười lắm. Chắc là anh thiết kế thôi được, cứ kệ đấy. Để mình cho mọi người này, GAC mà chạy thẳng ấy thì nó đi một cái gầm, nó đi tới đầu con diode này, tới đầu diode này được chỉnh lưu qua diode này. Ở một số mạch mà nó có PC87 nó được nối tiếp ở đây này, đi tới PC87 thì nó có tác dụng nha, nhưng riêng mạch này thì nó không nhá. Sau đó nó hạn qua hai con là 10K 1002 1002, tức là 103 đấy, 10K một con, hai con. Nó tới cái chân số 4 thì đây mình hiểu nôm na đây là con MOC 3021, tên của 3023, tên của nó là một con photo chiếc, tóm lại là photo DX hay chiếc thì mình không rõ, nhưng tóm lại là khi chúng ta ấn lệnh on ấy, là ông vi xử lý, ông đưa cái lệnh đi áp dương ở đây, đi theo cái đường bé bé này này mọi người, không biết mọi người có nhìn được không, đi tới chân số 1 và đi sang chân số 2, bên trong nó là con led phát quang nhá, đi sang chân 2 và đi qua ra hai và đi qua con điện trở bé xíu đây này là con 471 470 ohm thì nó về mát toàn mạch, tức là về cấu âm này, về mát toàn mạch mình vẽ này nhá mọi người nhá. Thì tạo dòng chảy 1-2 thì bắt đầu nó sẽ mở thông cả hai chiều 4-6 với nhau, chân này vứt bỏ trống nhá mọi người nhá. Thì lệnh như thế thì tóm lại khi chúng ta on ấy thì là con này sẽ mở thông như này ấy, thì đã bắt đầu nó mới đưa nguồn tới một con PC817 để lấy ACDS, nhưng riêng cái mạch này nó không lấy. Thì nó mở lên như này thì chúng ta sẽ thấy này, dòng điện nó chảy như này, nó chỉ chảy được một chiều xung dương đây nhá. Chảy qua diode này, chảy từ 4 sang 6 này, hạn qua điện trở này này và đi về vị trí này là cái vị trí AGAC còn lại, nhưng mà trước nhá các bạn nhá, trước của Zele thì nó mới kín nhá. Thì bên đây mình bảo rồi cái bộ cụm này có bỏ đi thì nó vẫn cứ chạy nhá. Ở trên này nó có hai con nữa này. Một con 224 nó nằm ở chân xoay chiều này và chân âm là mát toàn mạch nằm ngang ở đây này. Đây cho mọi người nhìn được nó không ấy. Đó con 224 và con 224 này tí nữa mình sẽ phải tận dụng đấy các bạn ạ. Tiếp tục này, mình vẽ nhá, hai con chân 6 đi về này cũng là 10K nhá, là con này và con này. Tiếp tục ấy thì tại vị trí này chính là cái đợi vị trí đầu này này. Đầu này mình ở đây là đầu trước của 220 vào nhá, chứ không phải đầu bên này nhá. Để mình đặt cho mọi người này. Đó, đầu trước của 220 vào đây, dây 220 dây vào mà đi tới đây này, chưa sang cái chân này đâu. Chưa sang cái chân này đâu mọi người nhá. Thì đầu trước này thì nó cũng có một con điện trở là 5603, tức là 560 ohm đi về mát toàn mạch. Tóm lại là nó chỉ là dập xung nhiễu, con này hoặc con này chỉ dập xung nhiễu thôi, còn đâu cái cụm này thì nó cũng không có tác dụng gì trên mạch cả nhá các bạn nhá. Còn cái ACDS thì nó ở đâu? ACDS mình vừa nói cho mọi người rồi ấy, là cái chân này này, chân ACDS đấy đi qua con 224, cũng là con 224. Rồi hạn qua một con điện trở nhỏ nữa tới chân B của con cha này. Thì đầu cái điện áp chân C của nó được phân áp một cái điện áp dương vào thì nó sẽ mở từ C sang nghe để tạo ra một cái xung 50Hz ở đây. Cái xung này thì nó sẽ lấy được cái điểm 0 0 của lưới điện mọi người nhá. Tóm lại là cái cụm này nó thay thế cái cụm này rồi. Và cái thiết kế kiểu như này nó giống trong các mạch ACDS ở trong các nồi cơm cao tần của Nhật nhá. Một nồi cơm cao tần của Nhật nó cũng sử dụng một con chăn như này thôi, nó là chăn số. Hoặc là một số mạch thì nó sử dụng một con PC87 thôi mọi người nhá. Nên cái cụm này nó đã thay thế cái cụm này bỏ không rồi mọi người ạ. Và ở đây thì như cái mạch pha tư trước mình sửa ấy, thì là cái nguồn cho cái con tụ nguồn cấp trước này này 410mm thì là nó cũng không, nó lấy từ một cái cọc dương ra này, từ cọc dương ra đi tới, đi qua một con diode đi tới nó mọi người nhá. Nhưng mà riêng con này thì nó lại không như thế. Và con này thì chúng ta sẽ để ý này, vị trí này là vị trí này nhá, vị trí là dây gì đây này, là vị trí này này, nó đi qua con RT1 này, nó như là điện trở cầu trì ấy, hoặc là nó dạng như là con PTC ấy. Khi mà chập IC có thể nó nóng bỏng lên, nó tách ra đấy
mình không rõ nhưng khả năng đoán là thế các bạn nhé. Nó tạo dạng như là để chế độ bảo vệ ngắt thì chập tải thôi các bạn ạ. Thì nó sẽ chảy sang đây ấy, và nó sẽ đi qua con không ôm này nữa này, con khung bé xíu này nữa này, rồi nó tới con chân con này. Nó chỉnh niu chân con này, con đi ốt đây, con này nó chỉnh niu đây là nó chỉnh niu này, sau đó nó vòng tới chân tụ đó mọi người nhá. Vòng tới chân tụ thì đây là vào chân của mạch của biến áp nguồn cấp trước ấy các bạn ạ. Tóm lại là cái mạch này ấy, là khi cấp điện ấy, thì là xung dương ở đây đi qua RT này, chỉnh niu này, lọc trên con tụ này, tất nhiên lọc phải mát toàn mạch này nhá, cũng mát này này, để tạo ra nguồn 300V cho phần nguồn cấp trước. Và khi mạch chạy thì là nguồn cấp trước cũng chỉ chỉnh niu lửa bán kỳ thôi, chứ như nếu mà nó đi về, nó đi qua điốt này, nó đi về đây nha, nó đi về mát này nhá, và nó đi về mát này này, đi về cái cầu âm này này, và nó đi qua cái con điốt đi một con điốt từ âm này về cái GAC còn lại nhá, để đang là nó đang là nửa chu kỳ, đây là dương thì đây là âm mà mọi người nhá. Nhưng có một số mạch ấy thì là nó cầu dương này, nó đi qua con diốt nó mới đi tới, chúng ta tưởng tượng là không có cụm này, à cũng có cụm này nhưng mà không dính đây, mà nó đi con diốt nó vòng vào đây mọi người như này này. Thì khi mà dơ le không đóng ấy thì cái xung dương ở đây các bạn nhá, nó cũng đi qua con diốt sang bên này và đi qua này để đi tới nguồn cấp trước, đi về âm này, đi về âm này các bạn này. Và nó sẽ đi qua, nó không đi qua được, để qua được cái này để về được các bạn ạ. Tóm lại là nó không thiết kế như thế nhá. Tóm lại là nó mạch kín mạch ấy. Đấy, cái mạch này nó như thế, và cái ông này thì không còn tác dụng gì trên mạch cả. Gọi là linh kiện thừa với cái mạch này. Và mình vừa nói cho mọi người rồi, mình vừa phân tích và mình xem ấy, là mình sẽ tận dụng con 224 này này. Bởi vì tại sao? Cái con 224 ở đây mà khách nhà thợ trước họ làm ấy, họ lúc đầu tiên không biết mọi người nhìn được không, nó hàn bê bết lên ấy, thì mình có tháo ra ấy, thì nó bị bong một chân rồi. Một chân nó không bong, do đó phải đo, phải dí ở phía mặt trên thì nó mới dính, thì mới đo được là 220k. Nói tóm lại là mình cảm giác như thợ trước họ đã động đến con điện trở này này, và nó không bám từ điểm này sang điểm này, nên dẫn tới mất ACDS, nên khách bảo là bị đi sửa xong về bấm nhấp nháy cả hai đấy các bạn ạ. Chắc là nhấp nháy báo lỗi F5 hay F gì đấy liên quan đến tần số điện. Tóm lại là con điện trở này mất tác dụng. Và mình có dò mà nhìn vừa nhìn một loạt điện trở SMD to như thế ở đây thì mình chả nhìn được con nào cả. Mình tháo được mỗi con điện trở cắm này, chân cắm này thôi, 220k mình định thay đây nhưng to quá, nhưng khả năng mình sẽ tháo con bé này. Con bé chính là con dập xung nhiễu, mình gọi là dập xung ở đây. Ở đây để mình nắp sang cho nó đơn giản, bởi vì nó vẫn là 224 mà, là 220k, và có thể là cái con này thôi mình cũng đấu đây cho nó toàn diện các bạn nhé. Còn con này thì vừa điện cho khách, vừa ra rửa mạch rồi. Vừa điện cho khách, khách bảo là bên phải lỗi, bên trái lỗi bình thường. Nên mình sẽ kiểm tra cái cầu phân áp này này. Cái cầu phân áp chúng ta sẽ thấy là nó lâu lắm, nó rất là vàng luôn, bởi vì là nó sinh nhiệt nhiều mà. Hai cầu phân áp này xem nó có lỗi không các bạn nhá. Còn cái bên này thì mình cũng không động các bạn ạ. Cầu phân áp này này, mình sẽ gỡ hết linh kiện ra, mình sẽ đo, sau đó mình sẽ hàn nâng lên như mình bảo ấy, để thoát khỏi ấy, để cho nó tăng cái độ bền nhá. Sau đó lắp lại hoàn thiện thôi. Bây giờ mình sẽ làm nhá. Đấy, cái video mình chia sẻ kiến thức thì mình cũng hay nói cho mọi người về kỹ về mạch thôi. Còn đôi khi mình làm thì mình sẽ không nói được, mình phải tập trung mình làm và mình sẽ lật bỏ cái camera đi để nó đỡ vướng, bắt đầu mình mới làm được nhá mọi người nhá. Mình đã nhấc hai con ra thôi, mình đo thì không còn nào lỗi cả. Do đó mình đã hàn lại hết và mình khò nhấc nó lên những vị trí như con này nó có gầm này. Rồi cả bên này không lỗi thì mình cũng làm nhá. Cụ thể là có hai con này. Con này thì là đưa cái xung từ con driver này đi ra trên G ấy, có 1-3 khóa tĩnh này. Thì con này mà nó bị chạm với mát ấy thì tịt sẽ không chạy nhá. Và con này ấy, đường nhận nồi đây đi qua đây mà bị chạm xuống cái vỏ mát này này, gầm nó là mát nhá, thì lại không nhận nồi nhá các bạn nhá. Hoặc là nhận nồi sai đôi khi lại đánh nổ cái IGBT đấy mọi người ạ. Đấy, mình đã xử lý hai cái đấy. Và bây giờ thì sẽ cái con này thì thò mỏ hàn tháo chả tháo được nên mình chả tháo nữa. Thôi mình chơi con 220k mình kiếm được ở đây, đặt yên như này thì nó bền vĩnh viễn mọi người ạ. Công suất nó lớn hơn mà. Và mình đã rửa mạch sạch rồi, rửa mạch sạch sấy khô rồi. Bây giờ lắp hết những cái linh kiện tháo ra và test thử xem ông non này còn chạy, có chạy được không. Copper side đấy các bạn ạ. Do nó là SBD vi xử lý này. Và đặc biệt là main không được phủ ẩm gì cả, không được phủ chống ẩm gì cả. Tức là nó chỉ sẽ hàn vào thế này rửa mạch sạch thôi, chứ nó không có cái sự bảo vệ khi bị ẩm thấp, côn trùng gì cả các bạn nhé. Nhưng côn trùng ít vào, nhưng mà do nó không được phủ ẩm này,
mà chân linh kiện quá gần nhau này, lại linh kiện SMD nữa mà chất lượng fit không tốt nữa thì nó sẽ gây ra lỗi nhiều các bạn nhé. Chơi cái trò này tháo lắp rất khó luôn mọi người. Nhiều bếp lắm. Đầu tiên là anh Fago, gặp đầu tiên trên anh Fago. Đó hơi kênh hơi xa bên này quá nhưng thôi kệ thôi. Thế nó mới chặt nha mọi người nhá, nó có cái độ đòn bẩy lẩy ở trong này này. Chỉ nó mới chặt nó mới ép vào được. Các bạn ạ. Đã lắp hết tất cả linh kiện này và mình sẽ ghim điện cho nguồn cấp trước nó chạy và mình đo cho mọi người một số cái thông số nguồn của nó mọi người nhé. Thì ở đây nó có hai con này như mình bảo rồi, hai con chỉnh niu đầu ra ấy, và nó có một con này nữa. Con này nữa thì mình có dò vừa nhìn ấy, mình có dò thì cái con này chính là con chỉnh niu nguồn cho hai ông IC driver kích IGBT mọi người ạ. Mình cũng chưa đo nó là bao nhiêu. Thì nó dò nó chỉnh niu này, nó được lọc với con tụ này. Sau đó nó chấn chân E của con chan thuận này. Thì có cái lệnh mở cực B ấy, nó sẽ mở từ E đi sang C mọi người nhá. Tóm lại là khi mới ghim điện mà chưa bật ấy, thì là ông hai con IC driver này thì nó cũng không có nguồn đâu. Và hai con IC nguồn này thì IC driver này mình đọc trên đó ghi chữ 100TD. Mình cũng chả rõ là trên mạng nó có bán, trên nó có bán không. Các bạn nhá, mình cũng chưa sửa con này chết công suất, chết nó bao giờ nên mình không để ý. Tóm lại là ở chế độ chờ ấy, thì là hai con này chưa được cấp điện, chưa được cấp nguồn để an toàn mà. Khi chúng ta no này thì con này sẽ mở chứ ạ, nó mở từ E sang C. Thì cái nguồn từ cái trên con tụ này này, được con đĩa để chỉnh niu này, sẽ đổ từ E sang C đi chạy. Đi tới chân C của con này. Nó chưa vào ngay đâu, nó lại kinh khủng thế. Rồi mình đo mình thấy nó là con chăn ngược. Thì nó đầu nó lại có lệnh mở cực B thì nó lại mở từ C đi sang E ra vòng vòng và lọc của con tụ này nhá. Con tụ này là con tụ lọc nguồn cho khối driver nhá mọi người nhá. Khi mà ấn on nó có ấy, thì bắt đầu là nó mới chạy đến cái vị trí chân này, vị trí này nó đi vào chân số 1 và chân số 1 của hai con này nó có tụ lọc ở đây nữa các bạn ạ. Thì nó là nguồn VCC cấp cho khối driver để nó sẽ con IC này sẽ lái mở ra cấp cái nguồn đấy vào trên G để cho nó mở đấy, cho IGBT mở đấy. Tất nhiên là những cái chuỗi xung sau đó là nó khóa thì nó lại dập cái trên G về mát các bạn nhé. Nó có đi C5 chân đó. Bây giờ mình sẽ ghim điện, mình sẽ đo cho mọi người các mức nguồn đầu ra. Cái video này mình có không sửa được cái bo này thì mình cũng up cho mọi người hiểu về cái bo copper side nhé. Mình cũng không dám chắc là sửa được đâu bởi thợ trước họ làm nhiều quá, động chạm linh tinh quá, mình đang phục hồi dần thôi mà. Và mọi người hiểu bản chất cái bo này thôi, chứ những cái bo khác thì có khả năng nó sẽ khác nhá mọi người nhá. Những cái bo khác nó lại khác ấy, nhưng mà nó la nhau ấy, và chúng ta sẽ thấy là cái bộ này trên cái bo này là nó bỏ không. Đó, mình ghim điện này. Ồ, mình ghim qua bọn này dưa le đóng luôn. Bình thường chế độ này dưa le phải không được phép đóng thôi. Mình nghe tiếng dưa le đóng mọi người ạ. Thì dưa le đóng thì sẽ là 220 sẽ được tới đây rồi đấy. Đã nghe là phải ngắt một giây nhưng mà nó tới đây rồi này. Dưa le đóng mà. Đó, có 220 rồi. Không biết là do lỗi MSU hay là do lỗi đường dưa le, hay là do không kết nối với bo trên nên nó đóng luôn. Tôi cứ kệ đã, mình sẽ đo cho mọi người cái nguồn nó nhé. Thì nguồn thì bây giờ mình sẽ lấy mát tại chân âm này. Chân âm cầu diode là mát toàn mạch nhá. Mọi người nhá, giờ mình sẽ đo qua con diode chỉnh niu này này, chỉnh niu nửa chu kỳ như mình bảo rồi ấy. Đấy, được 300V được lọc trên con tụ này nhá. Mọi người nhá. Thì cái nguồn 300V đấy nó sẽ ra được các mức nguồn đây để mình đo thử này. Lấy mát ở đây vì mình không muốn lật trên mà. Như này thì mọi người lại không nhìn được nhỉ. Để mình nhìn xem có mát ở đâu nữa không. Rồi mát ở chân E đi. Chân E cũng là mát mà. Ở chân E nó cũng là mát mà mình không thấy R sun về mát nhỉ. Nó phải có R sun chứ nhỉ, sao chưa nhìn thấy R sun đâu. Nó cảm biến dòng kiểu gì ấy, tí nữa mình nhìn. Thì đây là 300V này. Đấy, cũng là 300V nhá.
thì nó thông qua cái mạch này nó có hai nút chỉnh nhiêu này. Con này chắc FB nguồn 12V. Đó, 12V này nó cấp cho quạt đấy, thì đây là cái giắc quạt này. Cái giắc quạt thì 12V đến chờ đây rồi. Đó, nó sẽ đi qua sang bên này và nó đi tới con chăn mở quạt nhé. Chúng ta sẽ biết 12V cấp cho quạt. Và một con diode nữa sẽ chỉnh nhiêu ra một cái nguồn này. Nguồn 6V. 6V sau đó nó sẽ đi qua con IC này, là con IC gì đây? Nó có chữ 50117 gì ấy, như là ổn áp 5V, đúng rồi. Đấy, 6V vào nhá. Con này nó chưa có tải lên 12V, chưa tải nên có 6V thôi đấy. Chế độ chờ vẫn đủ. Và khi mà quạt chạy thì là cái nguồn này sẽ cao lên nhá, bởi vì nó FB nguồn 12V mình đoán đấy. Thì nó sẽ cao lên đến 7 hoặc 8V chẳng hạn, thì 5V ra vẫn đẹp nhá, 5V cho vi xử lý ấy. Và tiếp tục cái nguồn, một cái nguồn chỉnh lưu nữa này. Qua con diode con mình bảo ở đây nhá. Mình đo này. Đó, cái nguồn này là 14V, nhưng mà khi quạt chạy, khi có tải có thể nó sẽ tăng lên 15, 16V nhá. Thì nó phải trên 15V nó mới kích được, mở bão hòa được IGBT mà. Đa số là thế, chứ hoặc là 12V đôi khi nó cũng kích được đấy các bạn ạ. Bởi vì một số IGBT của Nhật, lối cơ nội địa Nhật nó cũng chỉ chạy, kích chỉ có 12V thôi. 14V này nó được lọc trên con tụ này nhá, mình sẽ đo này. Đó, đọc lọc trên con tụ mình báo ấy. Nó tới chân E của con chan này. Đó, và nó mở sang chân C. Đã mở rồi nhá. Nó tới chân C của con này. Đó, và nó mở sang chân E và lọc trên con tụ này này. Ồ, như vậy là đây là bộ ổ lắp tuyến tính nhá. Thảo nào mình thấy có cực B thì mình rút điện á. À, con chan này là ổ lắp tuyến tính, tức là điện áp đầu vào có thể cao như thế nhưng mà nó luôn ghi map là 12V cho khối đầu đây vào thôi. Bởi vì mình thấy cái con chan này chan ngược và cực B nó được điện trở phân áp này, sau đó được hai con diode ghim. Mọi người nhá, như vậy là đây là cái bộ lắp tuyến tính. Như vậy là cái nguồn driver cho cái con cái bo mạch copper size này thì là nó chỉ là 12V thôi các bạn ạ. Và ở chế độ chờ này mình cũng chả biết tại sao nó lại được không được phép đóng nhé. Mà dương này đang đóng rồi, có khả năng nó sẽ không kết nối trên bo trên thì nó bị như này nhá mọi người nhá. Nên bây giờ mình sẽ kết nối. Kết nối thì khả năng là nó sẽ có con MSU này sẽ chuyển sang chạy chẳng hạn, thì nó sẽ ngắt đấy các bạn ạ. Đang nghi ngờ là con MSU này đang không giao tiếp được nên nó mới cấp nguồn hết như thế, chứ chế độ thạch chờ bình thường này nó không cấp đâu. Thôi mình lắp hoàn thiện test xem nó có chạy không. Đo cái khi lắp cả bo vào, tất cả vào, tất nhiên chưa lắp bơm từ. Mình ghim này. Quạt nó chạy dơ le đóng và ngắt, như vậy là ok nhé. Đấy, báo F2 là chẳng qua, ở đấy dơ le nhả rồi. Như vậy là có kết nối là ok. Còn F này chẳng qua mình đã không lắp hết thì nó vào F thì kệ nó thôi. Và ở chế độ này thì chắc là driver không có nguồn đâu, mình đo thử thế nào. Đấy, driver không có nguồn nhá. À đấy, bây giờ có tải lên tận 17V luôn. Vừa nãy đo không có tải mà, bây giờ ghi vào nó có nguồn 5V nó có tải mà. Đấy, cái nguồn này nhá, 17V thật. Nhưng mà con này chưa mở này, con 850 đây là chính là con mở nguồn cho driver. Còn đi đến đây là nó phi qua cái bộ ổ nắp tuyến tính thôi. Là nó luôn ghi ở 12V mọi người nhá. Nó thiết kế như thế. Để chúng ta sẽ hiểu thêm nhá. Còn bây giờ sẽ lắp hoàn thiện xem nó có chạy được không. Quạt chạy này, ngắt này, phải ấn giữ cho nó thoát lock nhé, đây là lock. Đó. On này. Không có lỗ nhá. Như vậy là con bên trái này khách bảo là bình chạy bình thường đấy, không có lỗ và nghe tiếng rẹt rẹt của phát xung hay sao ấy. Đó, dẹt dẹt mấy lần phát xung ấy. Như vậy là con này không nhận nồi. Xem con bên này thế nào. Đó, cũng dẹt dẹt không nhận nồi các bạn ạ. Nó vào chữ U là không nhận nồi nhá mọi người nhá. Như vậy là khả năng khách nói là đi về sau là bị nhấp nháy như này. Nghi chết ông IC tẩu kia lắm các bạn ạ. Động linh tinh mà. Rồi mình sẽ đo qua một cái số cái phân áp thử xem nào. Mình khẳng định là cầu phân áp điện trở là ok đấy, bởi vì mình đã tháo ra mình đo và mình kiểm tra rất kỹ rồi. Bây giờ mình đo điện áp nó nhá. Cắm vào bóng đèn đã.
put. Đấy, như thế nó đang phát sung nhá. Lấy mát tại trên e đi. Thì đây là cầu phân áp của cái đường điện nồi hiện tại đang chạy này. 4V này. 12V này, 4V và 12V này là nó sẽ lại đi tiếp tục hạn qua điện trở nó về về mà dù ấy, chứ không phải cao như này đâu nhá mọi người nhá. Như vậy là cầu phân áp nó không lỗi mà. Kể cả bên này cũng thế, mình đã đo. Thôi để lại tháo nó ra để kiểm tra qua xem thế nào. Rất tiếc khi mình lắp vào mình test thử thì là nó không nhận nồi cả hai bên các bạn ạ. Nó đặt vào nồi vào thì nó cũng chỉ có thỉnh thoảng nó phát ra một tiếng kêu nghe khó chịu, tiếng tạch 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 nhìn phát xung khó chịu thôi, nhưng mà nó không nhận nồi cả hai bên đều như thế luôn, đều hiển thị chữ U nên không nhận nồi. Nên là mình đang tháo cái bo ra và mình xem lại thì mình có vừa nãy mình đã kiểm tra kỹ cầu phân áp hai con đường này rồi thì nó không lỗi các bạn nhá. Thì mình cũng đã cẩn thận mình kiểm tra một lần nữa nhưng không có sao cả. Và mình có nhìn ra thì ở đây này tại chân ợ dương này nó sẽ đi qua một con điện trở là 560k và sau đó nó đi qua một con điện trở là 330k nữa, nó vòng vòng nó đi tới cái lốt này và nó đi tới con IC này nhá. Thì đó là một cái đường lấy mẫu điện áp DC của cái nguồn dương đấy các bạn ạ, nó sẽ phục vụ cho quá trình nhận nồi hay sao ấy các bạn ạ. Nó đi đường đấy thì mình có kiểm tra thì điện trở không sao, nhưng mà con này thì thợ trước họ đã thay. Con này mình có thể đọc cho mọi người, nó ghi trên thân là 431 và có cái biểu tượng xoay chiều của 250V. Thì cái biểu tượng xoay chiều 250V thì đây là những con trụ chống xét hoặc trụ lối tầng của bên sơ cấp và thứ cấp của những cái nguồn xung thôi. Chứ nếu mà cái con này thì nó phải là những con trụ phải chịu điện áp cao hơn 800 đến 1kV. Và mình không rõ là chỉ số bao nhiêu nên mình vừa mới thử nhấc một con trụ 1-2 1kV ở những cái bo bếp từ ấy, nó cũng có như thế các bạn ạ. Nó cũng song song đường nhận đấy, song song với một con điện trở thì mình lắp vào thử thì cũng không được. Và mình có hỏi một cái anh Nguyễn Duy Phương ở trên Phú Thọ, anh ấy hay làm cái bo cóc pơ sai nhiều ấy. Thì mình có nhắn tin mình hỏi anh ấy, mình gọi điện hỏi anh ấy nhưng mà anh ấy đang bận. Nên là mình hỏi xem là có trị số con này là bao nhiêu để mình thay thử. Và trong quá trình đấy thì mình cũng kiểm tra và mình cũng nói qua cho mọi người về hiểu biết thêm một chút nữa này. Con chan nó ta to này là con chi to đóng mở dơ le thì dơ le đã đóng mở ok mọi người nhá. Khi cái lối tức là con mờ su này sẽ quản lý nó. Rồi tiếp tục cái con chan to ở đây là con to sẽ mở quạt, tức là ngoài 12V tới chân quạt chờ qua quạt trong tiếng C và nó mở. Nhưng hiện tại nó đang không nhận nồi nên không có chạy quạt. Còn con chan to này là mạch ổ nắp tuyến tính, nó sẽ hạ từ nguồn cao xuống cái nguồn 12V để cho driver ấy. Thì sở dĩ mình biết đấy là nó đi áp dương tại chân C được phân áp qua một con điện trở này và được ghi mát con DZ này rồi xuôi qua đối diode nữa để về mát. Thì mình đo thì con DZ này đúng là con DZ 12V nhá, nên mạch chúng ta sẽ hết biết là con chan to đây nhá. Còn hai con chan to này thì nó liên quan đến cái cầu phân áp được đường nhận nồi vào thì mình cũng kiểm tra nó cũng không lỗi. Chỉ có cái con này thì mình chưa kiểm tra được này, nó lấy cái điện áp dương của cái cầu diode này này. Nó sẽ đi vào, nó sẽ có khả năng nó sẽ liên quan đến nhận nồi hoặc phát xung đấy các bạn ạ. Còn con chan to này thì là con liên quan đến ACS rồi. Mình thay con 220k vừa nãy mình nói cho mọi người rồi nhá. Đó là chúng ta sẽ hiểu thêm mạch nhá. Và đặc biệt là mình đính chính cho mọi người là mình đã xem kỹ lại. Mới đầu mình cứ nghĩ là hay là đường ACS cũng của cái đường này nữa cơ. Nhưng mình nhìn ấy, thì nó đúng là con này là đúng trị số. Nó có cái biểu tượng dấu tròn ở đây thì tương đương đấy là chân 1. Thì là mình vẽ đúng như sơ đồ luôn, không sai một chút nào. Mình cứ tưởng là chân 1, 2 của một con gì đó nó nằm bên này cơ. Bởi vì thấy thợ họ đã thay chân này không nắp cái gì và chân này đang bong. Nên là mình có kiểm tra mình cứ tưởng là khối này là khối đang bị sai rồi, nhưng mà thực tế là y như chưa sơ đồ mình vẽ. Mình có nhìn lại cho chúng ta này. Đấy nha, mình dùng cái đèn pin nhá. Mình soi ở dưới này. Ôi nó mờ cái này mọi người không nhìn được nhỉ. Mình có soi ở dưới này thì nó đi thì từ cái chân số 4 đến cái chân số 6 ấy thì nó đi theo đúng cái dòng chảy như mình bảo và về cái dây AC của cái này thôi. Chứ nó không đi được bởi vì cái con này là mạch in hai lớp. Mạch in hai lớp tức là lớp ở trên và lớp ở dưới chứ không phải ba lớp, nên do đó mình đã dò kỹ được cái đường nó đi đúng nó theo như này luôn. Mọi người ạ, tức là từ dây AC này về đến từ dây AC này về đến dây AC này được đi qua cái cụm này thôi. Đó, chả có tác dụng gì cả. Mọi người nhá. Nên không xa không cái cụm này nên mình vẫn phải bỏ qua không ra sao cả, không ấy cả. Không động đến nó nữa. Và cái con này mình đang nghi ngờ để mình sẽ có một cái buổi nữa mình sẽ có thời gian mình sẽ kiểm tra kỹ một số linh kiện nữa. Nhưng mình đang xoay về con mờ xui này lỗi bởi vì cái anh Phương kia anh cũng nói là con này cũng hay lỗi, cũng hay chết theo kiểu làm dẫn không nhận nổi các bạn ạ. Có thể trong quá trình là người thợ trước họ làm họ động chạm linh tinh ấy là dẫn tới những cái mối hàn này này
những con tụ này hoặc cái gì đấy nó đã sốc điện và làm con này lỗi rồi, dẫn tới là nó không nhận nổi cả hai nữa các bạn ạ. Nó không nhận nổi cả hai nữa, nó hiển thị u đấy các bạn ạ. Nên con này thì nó có chứa chương trình phần mềm để mà thay nó ấy, thì bo này trên thị trường nhiều hãng web dùng, nhưng mà cái thay được con IC này nó phải đồng bộ với cái con IC trên vỉ mặt thì nó mới chạy được, chứ không phải chúng ta mua đúng tên. Tên IC thì rất là nhiều, tên thì ok rất giống nhau, nhưng mà cái chương trình phần mềm của nó phải đồng bộ, phải giống hệt với trên cái bếp này thì mới được cơ. Nên mình sẽ bỏ thời gian ra, sẽ có một cái dịp mình sẽ bỏ thời gian ra mình kiểm tra kỹ một lần nữa xem nó có được không. Còn nó quay về con IC này thì mình cũng chịu, mình cũng phải trả khách thôi, bởi vì mình không có nó. Và cũng nói thêm là khi mình ấn on dơ ne đóng thì tương đương ở đây cũng có 12V nhá mọi người nhá. Và khi chúng ta ấn tắt ấy, dơ ne nhả ấy, thì cái nguồn ở đây nó lên đến 18V đấy mọi người ạ. Còn đâu khi mà dơ ne đóng này, quạt mà chạy vù vù ấy, quạt chạy thì lại nó dâng lên, còn quạt không chạy thì là ở đây chỉ có 15V thôi đấy, như mình đo ấy các bạn ạ. Dơ ne đóng nó ăn tải của 12V một chút mà các bạn nhé, thì cái nguồn này nó lại sụt hướng cơ, buồn cười đấy chứ này. Và mình có kiểm tra khi on ấy, thì ở đây đúng đủ 12V cấp cho đời vợ, nhưng mà nó không nhận nồi, kiểu như là nó đã phát xung, mình nghe tiếng réo réo của tạch tạch của như phát xung ấy, nhưng mà nó không nhận nồi. Mình cảm giác như là cái cầu phân áp này bọn này nó đi về sẽ những cái linh kiện nhỏ nữa, nhưng mình chưa kiểm tra được. Và quan trọng là cả cái cầu phân áp này nữa mà nó đang chưa, mình còn chưa biết là chỉ số của zin con này và như thế nào đấy, nên mình đang hỏi một cái anh bạn thợ của mình. Còn con này thì cái video này thì mình vẫn sẽ up lên kênh cho mọi người tham khảo, để mọi người hiểu được một cái bo mạch của cái thằng Copperside này nhá. Hình như Copperside thương hiệu của Tây Ban Nha hay gì các bạn ạ, cũng nổi chứ không phải là của Tàu đâu, nhưng mà mình nghĩ là nó vẫn sản xuất tại Trung Quốc thôi. Còn ngồi mần nó từ 11 giờ hơn đến giờ đây này mọi người này, bây giờ là 13 giờ nên mình tạm thời mình không làm nữa, mình phải dừng nó lại để còn mình đi kiếm cơm mưu sinh. Cụ thể là mình bắt đầu đi khu công nghiệp Quang Minh, mình nắp cái bo này của một máy tiện LC, công nhân họ chạy liên tục bởi vì họ sẽ tiện cái chi tiết cho cái xe của Peugeot. Cái chi tiết đấy nó lắp vào bánh sau, mục đích của nó là sẽ lắp những cái cảm biến để đo được tốc độ động cơ, đo tốc độ công tơ mét đấy các bạn ạ. Bây giờ xe máy như thế, con này nó có lỗi là bị cháy phanh hãm, thế là cái phanh hãm nó chạy 24V nó cháy, thế là nó mới họ đã đem đi quấn về xong đây này. Ký hiệu là cấp ra cho phanh hãm 24V cấp cho phanh hãm đấy, nhưng họ đi quấn về xong ấy thì là đo thì là có ok, nhưng nắp cái phanh đấy vào thì nó tụt xuống còn 9V. Thế mình bảo họ là lấy một cái nguồn 24V test thử xem phanh ok không để cấp vào, thì nó bảo nó ok, tức là họ đã quấn, người quấn đã ok rồi. Nhưng con này do nó bị cháy thì nó hỏng cái con dơ le này, hỏng tiếp điểm con dơ le này, dẫn tới là khi chưa không có tải thì đủ, nhưng khi có tải thì nó sẽ sụt áp, dẫn tới là không đủ dòng để cho cái phanh nó hoạt động ấy. Nên mình không có con này, nên mình đã chơi một cái trò thay thế nó bằng một con dơ le này. Nó là dơ le 24V mà, thay thế nó bằng con dơ le này. Đó là tiếp điểm của nó sẽ đóng khi có lệnh, nó sẽ con này con không sử dụng nữa, sẽ đóng, sẽ cấp 24V cho đấy. Còn bây giờ là mình phải đi thôi, mình buổi chiều tối về mình sẽ up cái video này lên kênh nhá. Còn mình sẽ kết thúc luôn, chào tạm biệt các bạn nhá. Và khi nào mà mình làm buổi kia ấy, mà nó ok hay không ok, mình sẽ bình luận cho mọi người về cái kết quả của nó nhá. Chào các bạn.